Chị Mimi xin chào bé. Bé đã sẵn sàng học cùng chị Mimi chứ nhỉ? Hôm nay bé cùng chị khám phá một bạn chữ. Bé còn nhớ bạn chữ gì không nhỉ? Đúng rồi, chữ sờ. Chữ sờ hôm nay sẽ được ghép với nhiều bạn chữ khác nhau để chúng mình khám phá xem cách đọc của các bạn ấy như thế nào nhé. Đầu tiên, chúng mình xem chữ sờ đi chơi với chữ A sẽ được đọc là sờ A xa. Sờ A xa huyền xa. Sờ A xa sắc xá. Sờ A xa hỏi xả. Sờ A xa ngã xã. Sờ A xa mạng xã. Bé hãy đọc to theo chị nhé. Bé xem chữ sờ mà đi với o, chúng mình đọc thành sờ o so. Sờ o so huyền sò. Sờ o so sắc xó. Sờ o so hỏi xỏ. Sờ o so ngã xõ. Sờ o so nặng xõ. Bé đọc theo chị thật to, chị thưởng cho bé nhé. Chữ sờ mà đi với chữ ô, chúng mình đọc thành sờ ô xô. Sờ ô xô huyền sổ. Sờ ô xô sắc số. Sờ ô xô hỏi sổ. Sờ ô xô ngã sổ. Sờ ô xô nặng sổ. Bé đọc giỏi quá. Bé có biết chữ sờ mà đi với chữ ơ đọc thành thế nào không? Sờ ơ sơ. Sờ ơ sơ huyền sờ. Sờ ơ sơ sắc sớ. Sờ ơ sơ hỏi sợ. Sờ ơ sơ ngã sợ. Sờ ơ sơ nặng sợ. Bé hãy chăm đọc và đọc to để nhanh biết đọc nhé. Chữ sờ mà đi với e, chúng mình đọc sờ e xe. Xe đạp đấy, bé có cái xe nào không? Sờ e xe huyền xe. Sờ e xe sắc xé. Sờ e xe hỏi xẻ. Sờ e xe ngã xẻ. Sờ e xe nặng xẻ. Bé đọc giỏi lắm, chị thưởng cho bé nhé. Bé ơi, chữ sờ mà đi với e, chị đố bé đọc thế nào đấy? Đúng rồi, sờ e xe. Sờ e xe mình thêm dấu huyền xe. Sờ e xe huyền xe. Sờ e xe sắc xế. Sờ e xe hỏi xẻ. Sờ e xe ngã xẻ. Sờ e xe nặng xẻ. Bé hãy đọc thật to nhé. Chữ sờ mà đi với y, chúng mình đọc sờ y si. Sờ y si huyền si. Sờ y si sắc si. Sờ y si hỏi si. Sờ y si ngã si. Sờ y si nặng si. Bé đọc to theo chị nhé.
Bé ơi, chữ giờ mà đi với u thì hai bạn ấy sẽ thành giờ u su. Giờ u su huyền su. Giờ u su sắc su. Giờ u su hỏi su. Giờ u su ngã su. Giờ u su nặng su. Bé giỏi quá, chị thưởng cho bé. Chúng mình tiếp tục xem chữ sờ mà đi chơi với chữ ư thì chúng mình đọc sờ ư sư. Sờ ư sư huyền sư. Sờ ư sư sắc sư. Sờ ư sư hỏi sư. Sở ư sư ngã sử. Sở ư sư mạng sử. Bé đọc giỏi lắm. Bây giờ bé cùng chị ôn lại nhé. Sở a sa. Sở o sô. Sở o sô. Sở ơ sơ. Sở e xe. Sở e xe. Sở y si. Sở u su. Sở ư sư. Bé nhớ nhé, chữ sở đi chơi với các bạn chữ sở a sa, sở o so, sở ô sô, sở u su, sở ư sư, sở ơ sơ, sở y si, sở e xe, sở e xe. Bé giỏi lắm. Bây giờ bé cùng chị thực hành nhé. Bé nhìn thấy thân cây này thế nào nhỉ? Sở u su huyền su, sở y si huyền si, su si. Thân cây huyền su si. Bé thấy không? Bức tranh này chúng mình đọc thế nào nhỉ? Sở ư sơ rất xứ. Sở an xa. Xứ xa. Một nơi xa lạ với mình đấy. Đây nữa. Sở ô sơ hỏi sổ. Sở ô sô sắc số, sổ số. Bức tranh này bé có thấy lạ không? Sở an xa hỏi xả, lờ u lu ngã lũ, xả lũ. Bé đã hoàn thành bài rồi đấy. Chị chúc mừng bé nhé. Bé hãy đăng ký kênh của chị để nhận được những video mới tiếp theo. Xin chào bé, hẹn gặp lại bé bài sau.